Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 9 đến nay là khoảng thời gian phải nói là hết sức căng thẳng với chính quyền và nhân dân nhiều tỉnh thành trong cả nước khi mà cơn bão số 3 Yagi đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Các địa phương ở miền Bắc còn chưa khắc phục xong những thiệt hại của bão thì liên tiếp xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cơn bão số 3 Yagi chắc chắn đã và đang sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân của miền Bắc trong nhiều năm tới bởi quá nhiều những sự mất mát, đau thương mà nó đem lại. Thế nhưng nổi bật lên giữa những bức tranh xám xịt đầy thương tâm, hoang tàn đó lại là tình cảm của đồng bào biết yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn để giúp cho chúng ta hàn gắn lại vết thương của bão. Rõ ràng trong lúc miền Bắc xảy ra biến cố như thế này, lòng trắc ẩn của cả một dân tộc trước những mất mát của đồng bào đã vượt lên tất cả, trở thành một cái vẻ đẹp bất diệt. Vẻ đẹp đó có thể là những tất bật trong cuộc sống thường nhật, nó lẫn khuất với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng nó vẫn ở đấy, nơi tôn nghiêm nhất trong trái tim mỗi con người Việt Nam. Sau giờ tan học, em Đào Minh Đức, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du Hà Nội đã có mặt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao gửi số tiền tiết kiệm của mình. Với số tiền 300.000 đồng kèm lời nhắn gửi trong bức thư được em góp lại làm phong bì, chính là tình cảm của em gửi đến những nơi chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Người ở trên vùng cao bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thì con thấy là rất thương cho họ và con muốn ủng hộ chút tiền để cho họ có thêm đồ ăn và quần áo để mặc. Và con mong rằng là họ sẽ sớm khắc phục được hậu quả của thiên tai gây ra. Tính đến chiều ngày 13 tháng 9, số tiền các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã có quyết định phân bổ và làm thủ tục chuyển tiền đến Ban Cứu trợ các địa phương đợt 1 là 388,5 tỷ đồng. Hiện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tích cực cập nhật danh sách ủng hộ, sao kê tài khoản để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Chúng tôi thấy rằng cái sự ủng hộ của đồng bào, ủng hộ của các cái cá nhân một cách rất là vô tư, trong sáng về tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Do đó thì chúng tôi thực hiện cái đầy đủ cái quy định công khai. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng mạnh dạn là công khai cái sao kê tài khoản của các ngân hàng lên các cái phương tiện thông tin đại chúng, để cho các cá nhân, các tổ chức cũng có thể thấy đó rằng yên tâm rằng những cái sự đóng góp của mình đã đến đúng với cái địa chỉ. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã công bố bước đầu bản sao kê danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024 cho toàn xã hội và nhân dân cùng giám sát. Với tinh thần công khai minh bạch, Ban Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục công bố bản sao kê danh sách chuyển khoản qua ngân hàng và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt để người dân biết được tình cảm và giám sát việc tiếp nhận ủng hộ. Việc công khai này nhận được sự đồng lòng của dư luận. Những ngày qua, trước những thiệt hại to lớn do cơn bão số 3 gây ra đối với người dân các tỉnh phía Bắc, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, người dân tại một số địa phương thành phố Đồng Hới đã ngày đêm đỏ lửa làm các loại thức ăn khô có thể sử dụng vài ngày, cùng gửi vào đó là tình cảm chân thành với mong muốn hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn. Từ nhiều ngày nay, khu vực bếp nấu của nhóm thiện nguyện Tịnh Thất Pháp Duyên ngày đêm nhộn nhịp chế biến và đóng gói hơn 700 hộp cá khô cơm riêm lạc để nhanh chóng gửi các đoàn xe thiện nguyện lên đường ra Bắc với mong muốn chia sẻ với mất mát của đồng bào. Loại cá cơm ngon, một trong những đặc sản của Quảng Bình mình, để kết hợp với cái lạc, rím xả, me, đóng gói để cùng nhanh chóng kịp thời gửi đến cho ủng hộ bà con bão lụt miền Bắc. Còn tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 500 hộp thịt ruốc xả cũng đã được người dân tự tay đi chợ chế biến, rồi tập trung ở nhà văn hóa thôn cùng làm. Các món đồ khô này có thể ăn với cơm, bánh chưng, bánh mì và có thể bảo quản lâu ngày. Song song đó, hàng chục đoàn, đội nhóm thiện nguyện cũng lên đường ra Bắc, mang theo xuồng, áo phao, thực phẩm và tình cảm của bà con Quảng Bình, mong muốn cứu hộ, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả lụt bão. Mặt trận thành phố cũng đã tuyên truyền khuyến cáo cho bà con nghiên cứu để thực hiện các cái hoạt động của mình nó phù hợp
và đặc biệt là khi mà đến các cái vùng bị thiên tai lụt bão thì liên hệ với chính quyền địa phương để là phục vụ cho cái công tác chuyển các cái nhu yếu phẩm hoặc những cái đóng góp của bà con đến các cái địa chỉ được thuận lợi và đảm bảo an toàn. Tại tỉnh Quảng Bình, nhiều địa phương trước đây vốn là khu vực bị tàn phá bởi lụt bão, giờ lại lan tỏa những tấm lòng, tình cảm của bà con hướng về miền Bắc với sự chân thành, niềm hy vọng và tiếp sức để nhân dân các tỉnh phía Bắc sớm ổn định cuộc sống. Còn tại Quảng Trị, từ sáng sớm tại Quán Chay 1987, thành phố Đông Hà đã có gần 30 chị em phụ nữ có mặt từ sớm để làm ruốc thịt, gói bánh chưng. Những mẻ ruốc xả, những chiếc bánh chưng gói gắm tình cảm của người dân Quảng Trị với những tỉnh thành đang gánh chịu những thiệt hại nặng nề của thiên tai. Qua thông tin đài chúng thì mình được biết được rằng là ở ngoài kia tăng kiểu như là bị cũng rất là nắng á, tăng thương rất là nhiều, nói chung là nhiều người rất là mệt mỏi và đau khổ. Thì với một cái gọi là cái tình cảm mình muốn gửi đến cho cùng người cùng dân tộc á. Từ ngày 10 tháng 9 đến nay, hơn 20 chị em xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thay nhau chuẩn bị hơn 500 cặp bánh tày, 300 bánh mì hút chân không, đóng thùng gửi ra Bắc. Những người khác thì thay nhau thực hiện công tác tiếp nhận đồ hỗ trợ như sữa, gạo, quần áo, bánh gạo để chuyển đi Cao Bằng. Các chị em đã tới ủng hộ rất là nhiều. Bà con thì góp người lon đậu, người lon nếp, người góp lá, người góp lạc, cùng nhau hỗ trợ bộ quần áo, rồi người có của mà không có công thì góp gói bánh, gói hộp sữa. Và chúng tôi mong muốn là đem tới tỉnh Cao Bằng và mong muốn là hàng hóa sẽ được tập kết ngày càng nhiều càng nhanh để trong xuất phát trong vòng đêm nay hoặc là sáng mai. Trước những đau thương mất mát của nhân dân các tỉnh phía Bắc, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phát động kêu gọi người dân trên địa bàn phát huy tinh thần nghĩa tình Quảng Trị, qua đó kêu gọi được số tiền hơn 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Quảng Trị và đặc biệt là người dân Quảng Trị rất chia sẻ và đang triển khai rất nhiều hoạt động để hướng về, và chúng tôi hy vọng rằng với những hoạt động này thì đã góp đồng góp phần nào để đồng viên, chia sẻ và giúp đỡ bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc sớm vượt qua khó khăn và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Sau mỗi cơn bão lũ, nghĩa đồng bào thiêng liêng sâu sắc càng được khơi dậy, thể hiện qua sự hỗ trợ không chỉ bằng lời nói, sự sẻ chia mà còn bằng hành động cụ thể thiết thực gửi đến đồng bào vùng thiên tai. Những nghĩa cử cao đẹp ấy như minh chứng cho sự đoàn kết, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất, không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn, bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Cả nước mình chung tay, qua hành trình cả nước chúng ta. Một con ngựa đau thì cả tàu này bỏ cỏ, kề vai dựa nhau mỗi một người là một ngọn lửa đỏ. Nhiều điều phủ lấy giang gương rồi bầu ơi thương lấy bí cung. Người trong một nước thì thương tuy rằng khác giống nhưng chung một gian. Nối vòng tay nước Bắc Trung Nam anh em một nhà. Nối vòng tay lớn qua hành trình cả nước chúng ta. Khi xem những hình ảnh vừa rồi thì Giang Thái cảm thấy rất là tự hào khi mình là người dân Việt Nam, tự hào về tinh thần đoàn kết của đồng bào mình. Những hình ảnh đẹp của cả dân tộc mấy ngày qua là minh chứng rõ ràng nhất cho những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt về tình thương, lòng trắc ẩn, sự đoàn kết cũng như là cùng nhau vượt qua hoạn nạn và cơ hàn. Vâng, thưa quý vị, nhiều địa phương đang nỗ lực và tranh thủ từng giờ, từng phút để có thể khắc phục được hậu quả của cơn bão số 3 của những trận sạt lở, lũ quét gây ra. Chắc chắn với sự chung sức và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân của cả nước, những khó khăn thiệt hại ấy sẽ sớm được khắc phục, người dân sẽ sớm ổn định lại cuộc sống của mình trong việc học tập, sinh hoạt và lao động sản xuất.